Rồi chào 500 em YouTube. Đây là đồ xe rim shop B. Mình lên máy 110. Thì trong giờ gian vừa qua thì cũng có nhiều anh là liếm đâm xéo đá xéo các kiểu đồ về mình. Và cái giá thành làm cái máy 110 này, thực sự mình nói với bạn nè, mình chưa chơi bất cứ người thợ nào hết. Và mình cũng không quan tâm các bạn gì hết. Đừng có đu chen bám chen theo mà hử đít mình để mà có khách ha. Cái việc đó dở lắm. Cái việc mà đông hay không đông hoặc là ngon hay không ngon á, người khách sẽ tự đánh giá. Mình làm không tốt, người khách sẽ bỏ mình đi. Thì nhờ mà anh bóc phốt em vậy á, thì em cũng có review thêm. Trong cái ngày em bóc phốt thì em có review thêm 6 xe nữa. Em làm 110. Giờ sẵn em quay clip luôn, em nói cho anh nghe. Đó. Rồi bây giờ nè, phố chú bắp thì không có nhiều. Phố chú bắp là mấy ngàn cái thôi, xe nào không có, xài phố chú bắp hẻn không à. Tiệm leo queo như lỗ mũi ta bị đặt đủ. Bóc phốt bóc đồ làm ăn nó làm ba cái đồ. Đó thì mấy thằng bóc phốt muôn đời khổ. Đồ mẹ nó bóc chân nào đông đông mà đó bóc phốt. Đông lo làm chết mẹ nè, quay sơ sơ rồi. Đến lai ngày chủ nhật ba mấy xe. Ô mưa gió cũng có khách đông ầm ầm à. Rồi chào 500 em YouTube, thì hôm nay là tiếp tục đến với xe rim tiếp nha. Là một cái xe rim như vậy kêu là một cái xe rim đẹp và cực kỳ đẹp. Thì sẽ làm gì? Chủ xe là kinh tế là 25 triệu. Và chủ xe ủng hộ xe này là xe thứ hai. Thì chủ xe có chiếc Exciter nữa, là cũng làm máy móc rồi tất cả mọi thứ là bên mình. Bây giờ em trai camera quay này như quay xe dọn gì, em trai quay đầu đèn, quay tất cả bên đây nè cho mọi người thấy. Và mình sẽ nói rõ luôn, khi mà anh em có một cái số tiền là 25 triệu dọn một cái xe rim, thì đối với tiệm nào không biết, nhưng mà đối với tiệm em thì sẽ là không đủ để mà em dọn mới. Vì một cái xe rim em dọn mới là sẽ từ 55 cho tới 75 triệu dành cho một cái xe rim, bất kể là rim Shopee hay là rim Thái hay rim gì đó, thì em đều dọn với giá tiền đó. Rồi cái thứ hai nữa, nếu mà với số tiền đó thì mình sẽ làm gì? Với số tiền đó, một sẽ tùy theo thích mình, một là mình làm lại một cái máy zin của Shopee rim, hai là mình làm một cái máy zin 110. Thì cái xe này em sẽ làm một cái bài là máy zin 110 mà đầu là sử dụng là đầu HVN với giá tiền là 11 triệu. Rồi em sẽ quýnh dàn chân full cho xe này. Xe này là ông già chạy, hồi đó giờ ông già chạy không là cũng mười mấy năm rồi. Thì cái xe này là Shopee 201, là cùm HLB, đồng hồ rim Thái, cản rim Thái, yên này là yên 201 luôn. Thì em sẽ quýnh cái xe này lại là tâm huyết như mấy cái xe em dọn gì đó, là em sẽ tận dụng lại đồ cũ. Ví dụ như cái yên này là cái yên 201 này, em sẽ sử dụng lại là vẫn yên 201 luôn, không có làm mất góc của người ta. Em sẽ sửa bát yên lại cho nó luôn. Rồi thì cái xe này để coi nổ thử thử máy nó còn êm hay gì không nha. Hết đời được rồi. Xe này thì chỉ hú rồi thôi. Lại kêu xin cam, một cái xe già quá thì không thể nào mà nó êm ái thiệt sự được. Rồi bây giờ là mình sẽ chỉ ra quýnh full dàn chân, quýnh full phần máy cho xe này làm cũ phục chẳng bao lại. Rồi vậy chào 500 em YouTube, mình tiến hành mở. Rồi thì xe này khi mình mở ra nè, qua lăng là bị xét hơn. Qua lăng bị xét, móc nước mưa nước gì rồi, sân đề như đề đều bị xét hết. Rồi cái xe này rớt bên này rồi, chết keo rồi nè. Đó. Rồi nhôm sân dĩa. Xe rim Shopee 53380. Đó, còn bên nồi nè. Bên nồi, nồi xe này mở cho em trai đâu mà. Mở nồi lại chu ba càng đã, nồi này nè. Rồi đó. Rồi nồi này cũng làm lại luôn rồi nè. Rồi. Giờ mình sẽ coi đầu lòng. Rồi thì giờ em chỉ ra anh em coi cốt bằng số nè. Chê chạy tung cốt số nó cong à. Cong như ông cũ em vậy. Đó. Rồi. Dên. Dên này thì cũng khỏi coi luôn đi, tại dên này mình lên dên lớn mấy 110 rồi. Giờ mình sẽ lấy cái đầu này mình làm lại 110. Lóc mình đem đi sổ lên 110 ha. Rồi chào 500 em YouTube. Đây là đồ xe rim Shopee. Mình lên máy 110. Thì trong giờ gian vừa qua thì cũng có nhiều anh là liếm đâm xéo đá xéo các kiểu đồ về mình. Và cái giá thành làm cái máy 110 này,
Thiệt sự mình nói với bạn nè, mình chưa chơi bất cứ người thợ nào hết, và mình cũng không quan tâm các bạn gì hết. Đừng có đu chen bám chen theo mà hử clip mình để mà có khách ha. Cái việc đó nó dở lắm. Cái việc mà đông hay không đông, hoặc là ngon hay không ngon á, người khách sẽ tự đánh giá. Mình làm không tốt, người khách sẽ bỏ mình đi. Thì nhờ mà anh bóc phốt em vậy á, thì em cũng có review thêm. Trong cái ngày em bóc phốt thì em có review thêm 6 xe nữa. Em làm 110. Giờ sẵn em quay clip luôn, em nói cho anh nghe. Đó. Rồi bây giờ nè, cái lốc dinh của Superim này mình phay má dên, mình đóng sơ mi để mà lên 110 là một. Lốc ở bên đây á, là mình sẽ thay là lốc quay Thái 3 chữ A mới chính hãng Honda Thái Lan. Đó, xúc vô tới em trai. Thấy được 3 chữ A không? Rồi. Đồ thay đồ mới mới ngon chứ các bạn. Ha. Rồi. Tiếp nè. Cố bằng số nè, sử dụng cố bằng số Thái Lan luôn. Máy in Thái Lan. Rồi, thay cho cố bằng số này nó bị cong nè. Làm mà mấy cha mà đặt bán được cũ đồ rồi, tôm thờ đồ cũ rồi theo xe rồi. Năm 2020 rồi. Thay một cố bằng số mới cho khỏi cong nè. Xài đồ mới đi cho nó ngon. Đồ cũ mấy xe này xài 20 21 năm mà ngon đâu ra mà ngon biết cha. Rồi, dên bọng được xong đúng không? Qua phần sinh cam nè, thay một sợi sinh cam DD mới nè. Rồi. Thay nguyên bộ phốt mới nè. Đó. Rồi bỏ ở đây, qua phần nồi nè, nồi sử dụng lại là bố Vinh nè. Đó, xài bố Vinh mới vip nha. Rồi cái hai mặt nhôm của chúng ta là để lại nè. Chanh lại lá bố nè, xài lá bố Vinh chính hãng nè. Lá bố theo xe bằng được lá bố này không? Thằng nào mà nói mấy cái nồi theo xe ngon á, lá bố này nè. Nồi ngon rồi tuột không? Chạy hai mấy năm mới tuột không? Xài lá bố viết cho tao. Còn cái nồi bay không bay á, không phải là nó 4 là xo hay nó 5 là xo. Mà nó quyết định một bộ là xo nồi nè. Mình sẽ thay bộ là xo nồi vô nè. Bay không bay là cái này, bắt không bắt là cái này, nhẹ không nhẹ là do thằng cân. Chứ không phải do ai hết. Đừng nói lên là sao nồi nó nặng cái gì cũng có. Do ăn canh, canh nhẹ được không? Không nhẹ được cho ăn khác nó canh. Rồi vậy xong. Lòng nè. Lòng thì mình sẽ thay full bộ lòng trái bạc ác quay Thái 110 mới. Hiện nay là nó gồm nè, mua bạc Thái nè, quay lên cho người ta thấy nè, chính hãng nè, bao bì đàng hoàng nè. Rồi ngồi yên đó. Bích tông nè, xỉ ra luôn cho coi nè. Bê tông chính hãng cáp giờ S tăng đa nè. Rồi nguyên cái lòng quay Thái mới nè. Khi mới nói dời đồ vô hết đi, khi xe vô nè. Nguyên lòng quay Thái 110 mới, VIP slip. Khỏi kiếm lòng theo xe S tăng đa đồ. Bán 3 triệu cái khỏi không có đâu. Đồ chẳng qua mấy cha bán đồ không được, mấy cha đâm chọt thôi. Cái lòng S tăng đa chạy bao nhiêu năm? Đúc cái lòng S tăng đa vô thằng nào bao cái lòng S tăng đa chạy được 5 năm 10 năm nữa. Có sao không bảo rồi mua mẹ cái lòng mới hãng giờ nó có bán sao không mua đúng không VIP. Rồi giờ ở đầu của khách nè, tận dụng lại xài lại làm cái bàn 111 triệu nè. Thay hai số bắp mới nè. Rồi thay hai phút số bắp chính hãng nè. Có số bắp á chỉ ở đây, có số bắp thì không có nhiều. Phố số bắp là mấy nghìn cái thôi, xe nào không có, xài phố số bắp hãng không à. Tiệm leo queo như lỗ mũi ta bị đặt đủ, bóc phốt bóc đồ làm ăn nó làm ba cái đồ. Đó thì mấy thằng bóc phốt muôn đời khổ. Đồ mẹ nó bóc chứ nào đông đông mà đó bóc phốt. Đông lo làm chết mẹ nè, quay sơ sơ ấy. Lên lai ngày chủ nhật ba mấy xe à. Ô. Mưa gió cũng có khách đông mà mầm à. Tiếp cam nè, nói cam độ đúng không, hay cam lô đúng không, có lô. Một là cam dính tới xe, hai là cam độ. Đừng nói lô không lô, xe quay rim sao lô. Vô người ta làm nó là anh làm cho em bài 110 hoặc là bài gắn cam 6 cam gì sao lô. Đúng không, ông nó lên 110 nó muốn chạy nhẹ nữa cái cam cái lô, lô đâu ra lô. Đúng không, đồ ông dám thay cho khách không.
Tôi nè lấy nó quán đúng cặp cờ Nhật nè. Hai con ốc chỉnh cờ Nhật. Đúng mà Nhật, nếu mà không phải Nhật đó, đi đâu. Mà cái này là tôi giấu luôn. Mày đừng quay nha. Tôi giấu đúng cách luôn. Ba con hai con cờ Nhật ăn thấy Nhật. Đó ha, cũng cờ Nhật. Mấy ông dám mua hai ốc cờ chỉnh cờ hãng không? Mắc chích mẹ luôn mà này mua mã Nhật nè. Xé bịch đàng hoàng. Giấu đốt sách không cho mấy ông biết luôn. Biết bắt trước làm gì nè. Mua hai ốc chứng cờ Nhật nè. Đốt ốc chứng cờ Nhật luôn nha. Mắt anh gia băng đàng hoàng. Đốt sách không cho mấy ông bu vô theo luôn. Rồi bu đông địch cuối cho làm cái gì. Rồi tiếp nè. Số nè. Số xe này quá đẹp. Số mình coi nó hú không hú. Bóng không bóng á. Mình coi sập nó. Xe này còn sập không thấy số nè. Bạc đèn máy là thay bạc đèn máy NTN. Mắt anh gia băng của Nhật nè. Dên là Vĩnh Nguyên cây dên quay Thái nè. Bơm nhớt á, thích xài bơm nhớt Trung Quốc. Tại sao bơm nhớt Trung Quốc mạnh hơn bơm nhớt Nhật? Rồi xong. Bốn mùa đông là thay bốn mùa đông 110 dài nè. Rô máy là xài full rô máy Vinh. Chính hãng Honda Việt Nam hết nè. Về lấy. Ok, tiến hành ráp. Chào mọi người. Rồi, thì bây giờ em sẽ soạn những phụ tùng em quýnh dàn chân. Xe rim 53380. Thì bây giờ đây là dây thắng, dây ga, dây km. Rồi một cặp bao tay. Một cái lọc xăng. Lọc xăng anh em sử dụng lâu anh em nhớ thay cái lọc xăng. Lọc xăng của mình là có thêm dây xăng ở trên này luôn, rất là đã. Cao su đầm. Cao su cái chân trước. Cao su cái chân sau. Cao su cái chân sau của mình là full nóng sắt đồ luôn. Tại sao mua đồ chính hãng? Nó có tuy sắt, nó có phi gà luôn, nó ngon. Bố thắng trước sau chính hãng. Năm cái bạc đạn bánh. Một bộ nhâm sinh dĩa DD, mặt trời xịn. Thì bộ nhâm sinh dĩa này tùy vô kinh tế chủ xe. Chủ xe tiền ít, em thay bộ nhâm sinh dĩa tiền ít. Chủ xe tiền nhiều, em thay bộ nhâm sinh dĩa tiền nhiều. Một cái cần thắng. Cần thắng này khi ráp xong hết, mình sẽ đẩy cái xe đi làm cần thắng và cút trống. Để khi mà lắc cái xe á, nó cứng cáp. Một cái đũa thắng hay cho nó ngon luôn. Một cái cao su gấp là xong phần dàn chân. Và nó sẽ cần thêm là cái bánh trước và bánh sau phải rút căm lại, phải đóng đăng bu lại. Em lấy về em sẽ quay tiếp cho mọi người coi luôn. Rồi chào 500 em YouTube. Rồi thì bây giờ là 53380. Đóng đăng bu rồi, đóng này nè anh em, là mình làm bề mặt này lại. Mình kiểm tra lưng mặt đèn luôn, cái nào lỏng á là mình ấy nè. Bánh sau lúc nào cũng vậy, đều luôn mòn rất là nhiều so với bánh trước. Tại vì người Việt Nam mình á quen sử dụng bánh trước rồi. Rồi xe này em thấy thay một cặp vỏ xịn vô xe này luôn. Đó. Nè. Đăng bu rất là lõm, rất là sâu ha. Rồi chào 500 em YouTube. Thì đây là cái xe chốt rim 53380. Mình đã tiến hành mình ráp xong hết toàn bộ. Thì bây giờ những cái gì mình làm cho xe này thì mình làm phần máy 110 với bài mới là giá 11 triệu. Mình sẽ có hai giá, một giá 11 triệu và một giá là 12 triệu. Và có cái giá 15 triệu nữa, giống như cái xe đỏ này mình làm tới 15 triệu lần anh em. Đó, thì bây giờ ví dụ bài 11 triệu là làm sao? Bài 11 triệu là mình sử dụng á là lại cái đầu bờ của người ta, mình thay một cái lồng 110. Mình ráp full cái máy 110 và tất cả đồ đạc như anh em đã thấy đó. Bây giờ là mình xin tiến hành mình bấm nổ máy cho anh em nghe thử. Đó. Rồi. Thì bây giờ là êm tròn trịa nhẹ nhàng, chưa thấy nhớt nhau gì chảy hết. Và mình thay một cái bình xăng 110 nè. Từ cái xe này mình làm gì, mình thay nhâm sinh dĩ 4 tháng trước, 4 tháng sau. Một cây đũa thắng. 5 cái bạc đạn bánh. Một cái lọc gió. Một cao su ghét chân trước, cao su ghét chân sau. Dây thắng, dây ga, dây km. Một cái lọc xăng. Cái lọc xăng này nên thay nha anh em, cái này rất là quan trọng nè. Một cái cần đạp thắng nè. Cần đạp thắng là cần đạp thắng bên đây. Rồi mình hàn cái lỗ xương chống đứng cho anh chủ xe. Mình thay một cái cốt chống, một cái cao su gấp, một cái cao su đùm. Mình rút căm bánh trước bánh sau. Mình đóng đăng bu bánh trước đóng sau. Mình thay cái đồng hồ Mica đồng hồ nè. Thay Mica đồng hồ lại cho nó đẹp trai. Làm cổ phục chắn ba trước. Mình thay một cái vỏ IRC Inu xịn, giống như là của mấy xe rim Thái mình hay làm vậy đó, đi cho nó ngon hơn. Rồi mình thay một cái cổ bô là hết. Thì bây giờ cái xe này á thì hay nghe dở thì sẽ do anh chủ xe đi và chủ xe cảm nhận. Nhưng mà trước mắt á mình sẽ cho mọi người cảm nhận trước mắt trước, đừng quay anh chủ xe quay tao thôi.
Bây giờ anh chủ xe đi, đây là cái chiếc xe thứ hai anh chủ xe anh ủng hộ mình thôi chứ không phải là chiếc xe thứ nhất nữa. Giờ chủ xe chạy xe Dream này chủ xe thấy sao? Thì em thấy cứng cáp. Mới chạy giờ là sao quá là cứ nói nha chứ tao phải như người khác. Ví dụ cứ nói, ví dụ chơi là chơi là cứ nói chẳng này tao chỉnh sửa luôn. Dạ. Xe cứng cáp, chắc chắn rồi máy móc mạnh, đi êm. Dạ. Nói chung là chạy cái xe thấy nó cứng hơn cũ rất là nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, đi tốt hơn trước nhiều lắm. Dạ. Nói chung là với giá tiền mà bỏ ra thì thấy ok. Dạ hài lòng. Dạ em hài lòng. Đi với lại hay giữa là phải 7 ngày sau, 10 ngày sau á quay lại kênh chỉnh. Dạ. Cho cảm nhận nữa, với lại vào nữa có chảy xăng hay là chảy nhớt, chảy nhau xì nhớt gì không? Dạ. Anh đi giùm em 2 ngày, 3 ngày rồi đó. Dạ. Thấy nó bình thường hết. Dạ ok.